Trân trọng kính chào khán giả của VTV Story. Xin mời quý vị theo dõi chương trình từ thủ đô Nguyễn Văn Khanh. Hôm nay là ngày thứ 6, 7 tháng 10 năm 2022. Xin chào anh Khanh. Dạ vâng, và một lần nữa từ Washington, tôi là Nguyễn Văn Khanh, cũng xin gửi lời chào đến quý vị khán thính giả của người VTV và gửi lời chào đến bạn Đỗ Dũng. Câu chuyện ở Washington ngày hôm nay có gì lạ? Tôi nghĩ rằng là mọi người vẫn đang chú ý đến cái lời phát biểu mà Tổng thống Hoa Kỳ ông Joseph Biden ngày hôm qua ông đưa ra tại New York. Ông bảo là chúng ta đang chạm bờ của ngày tận thế. Lý do là bởi vì ông nói rằng là từ năm 62 cho đến giờ thì là chúng ta mới trong cái tình trạng kinh hoàng như vậy. Bởi vì là ông Putin, Tổng thống Nga, ông đưa ra cái lời đe dọa là ông sẵn sàng sử dụng vũ khí nguyên tử, vũ khí sinh học cũng như là vũ khí hóa học nếu mà trong cái trường hợp ông thấy là cần phải dùng để mà giải quyết cuộc chiến ở tại Ukraine. Theo như lời ông Biden ngày hôm qua thì ông bảo là tôi biết rõ về ông Putin, và ông bảo rằng là tôi biết ông Putin là ông không có nói đùa đâu, khi mà ông nói ông sử dụng những cái loại vũ khí như vậy thì là chắc chắn là thế nào rồi ông cũng sẽ tìm cách để mà sử dụng. Thưa với lại anh Đỗ Dũng và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, cuối cùng thì ông Biden bảo đó, chúng ta đang ở cái bờ vực của cái trận mà ông gọi là tôi không biết dùng cái chữ nào cho nó đúng bây giờ, tận thế thì dùng cái chữ đó thì cũng có lẽ cũng không sai lắm đâu, tức là ngày tận thế sắp sửa đến rồi, đại khái là như thế. Câu hỏi còn lại ở tại thủ đô Washington là người ta bảo như vậy thì bây giờ chúng ta phải giải quyết như thế nào. Thú thật với anh Đỗ Dũng và thưa cùng với lại quý vị thính giả, mỗi một người một ý, nhưng mà tất cả nhìn chung thì tôi thấy là mọi người đều bảo rằng là mình trước hết là đừng có nhắc đến cái chuyện đó làm chi. Đó là điểm thứ nhất. Cái điểm thứ nhì là chúng ta vẫn phải tiếp tục làm những gì mà chúng ta phải làm, tức là vẫn tiếp tục phải yểm trợ cho Ukraine và đồng thời vẫn tiếp tục nói chuyện với lại bên Nga, tức là nói chuyện với ông Putin, nói chuyện với giới lãnh đạo của Nga. Tôi không rõ là cái câu chuyện sẽ đi đến đâu, nhưng mà tôi tin chắc chắn là câu chuyện nó sẽ không ngừng ở đây. Và hy vọng là tuần tới nếu mà có dịp thì chúng tôi sẽ thưa chuyện một cách quy mô hơn, một cách rộng rãi hơn với lại quý vị khán thính giả của SBS, của Người Việt TV. Bây giờ chúng tôi xin phép được trở lại California với lại anh bạn Đỗ Dũng của chúng tôi. Vâng, cảm ơn anh Khanh rất nhiều. Và thưa, cũng liên quan đến Tổng thống Joe Biden thì ngày hôm qua cái câu nói của ông nói tận thế không thì chưa biết, nhưng mà nó có thiên đàng. Có tận thế thì có thiên đàng, đúng không? Thì khi mà tận thế xảy ra thì có người xuống hỏa ngục, có người lên thiên đàng. Và có những người lên thiên đàng thì này lại tiếp tục ở thiên đàng chứ không xuống địa ngục. Đó là những người mà sử dụng ma túy, nói chung là cần sa ở một số lượng ít. Vâng, sử dụng cần sa. Dạ, vâng. Anh biết mà sử dụng hoặc là mua bán gì đó đại khái hay một số lượng nhỏ. Vâng. Cái tội nó tội không có nặng. Luật liên bang hay luật tiểu bang thì cũng vậy. Anh mà sử dụng mà cần sa, anh mua bán này, anh mua bán là đương nhiên không có giấy phép đó, tùy theo tiểu bang. Vâng. Còn liên bang anh mua bán là coi như anh không là được. Anh dính. Dạ vâng. Anh dính. Dạ vâng. Rồi anh dính vào vấn đề gọi là tiền bạc, rửa tiền. Rồi vâng, có khi anh lại sử dụng cả đồ chơi nữa là vũ khí thì nó nặng lắm. Vâng. Nhưng mà vâng, nó cũng có khoảng chừng 6.500 người từ năm 1992 đến năm 2021 bị cái tội đó mà tội nhẹ thôi. Thì ông Biden ông bảo là ông sẽ ân xá cho những người này để mà những người này không bị cái tội này. Và ông cũng ra lệnh cho Bộ Tư pháp coi lại trong luật liên bang cái loại tội nào là nặng, tội nào nhẹ. Nhẹ thì cho người ta về. Hay là những người này bây giờ họ đã hết hạn tù nhưng họ vẫn kỵ cái án đó, nó treo suốt đời, thì ân xá. Dạ, vâng. Để họ có thể làm lại cuộc đời, xin đi làm, đi học này kia các thứ đấy chứ. Chứ bây giờ vô ích quá. Thế thì thưa anh, cái này sau cái vụ mà xóa nợ sinh viên bị bên Cộng hòa phản ứng, bây giờ tới vụ này bên Cộng hòa cũng phản ứng nữa, thì thưa anh, ông Biden làm cái này có khôn không, hay là ảnh hưởng như thế nào, hay là có người ta nói đùa tại thằng con ông nó cũng xài cái này luôn, cho nên là nhưng mà thực ra thằng con ông nhận là tôi có chơi, thấy không? Nhưng mà có nhiều người ta nói đùa sợ con ông thì giờ ông ân xá, không biết cho có Hunter Biden trong đó hay không. Câu chuyện này anh ở DC nghe như thế nào thưa anh? Tôi thấy rằng là mọi người đều thấy là ông Biden nó làm những cái chuyện buồn cười. Nhưng tôi coi đó là những chuyện buồn cười.
những người bạn bè của tôi mà cũng đảng Cộng Hòa thì bảo là ông Biden ông lên làm tổng thống, ông làm nhiều chuyện rùi bu, trong đó có cái chuyện mà ân xá cho những người sử dụng ma túy bị bắt về tội sử dụng ma túy hoặc là buôn bán ma túy ở một cái lượng nhỏ. Tôi phải thật với anh Đỗ Súng và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, tôi chỉ thấy là như thế này, ông Biden làm cái điều này là hiện tại bây giờ là rất một số tiểu bang đã coi như là hủy bỏ cho người dân được quyền sử dụng, được quyền buôn bán và được quyền trồng cả ma túy nữa cơ mà. Nhưng mà thú thật với anh là đó là cái chuyện của tiểu bang. Ở cấp liên bang thì cái câu chuyện nó vẫn hoàn toàn khác. Cấp liên bang tức là tiểu bang thì tha, nhưng mà liên bang thì rõ ràng là không tha. Nói đại để là như vậy. Thưa anh Đỗ Dũng, nhiều người bảo với tôi rằng là ông Biden làm cái này cũng là cái mục đích kiếm phiếu. Tôi thấy là nếu mà kiếm phiếu cái này thì chẳng hay. Mà chỉ có 6-7 ngàn người thì chẳng kiếm được bao nhiêu phiếu. Mà trong khi đó là mang tiếng, đó là điểm thứ nhất. Cái điểm thứ nhì nữa là anh Đỗ Dũng đã nhắc lại cái chuyện là ông hủy bỏ tha nợ cho sinh viên. Thì người ta bảo là ông làm cái chuyện đó là bởi vì ông cũng định cái mục đích là để kiếm phiếu. Thì tôi phải nói thật với anh Đỗ Dũng và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, ngay từ lúc đầu là lúc đó tôi đã bảo anh Đỗ Dũng rồi, bảo làm này là không được. Những cái này là luôn luôn là ép phê ngược, tức là ông tưởng làm được điều hay nhưng mà ép phê ngược về mặt chính trị. Rõ ràng là như vậy. Không phải là hiện tại bây giờ không phải là chỉ có đảng Cộng Hòa chê trách ông không thôi, mà tôi thật những người dân của đảng Dân Chủ họ cũng không hài lòng với ông Biden về những cái việc này. Tôi chỉ thấy là những mấy ông bà mà thuộc phe cấp tiến cực kỳ cấp tiến thì là họ mới hoan hô ông Biden cho cái chuyện này. Tôi nghĩ là cái chuyện này ở đây không phải là cái chuyện hay lắm cho ông Biden. Nếu mà tôi là người của ông Biden thì tôi sẽ bảo với ông Biden là thưa Tổng thống, việc đầu tiên cảm ơn Tổng thống đã suy nghĩ, đã nghĩ đến những người đó, cảm ơn. Nhưng mà Tổng thống đừng vội loan báo chi hội, để Tổng thống nên để cho bên Bộ Tư pháp hỏi Bộ Tư pháp rằng là có những cái yếu tố nào là cần phải cân nhắc trong cái luật này. Thành ra rồi sau đó thì Tổng thống hãng quyết định. Rồi ông đưa ra một cái quyết định mà tôi nghe nói là rất là vội vã. Vội vã đến mức độ mà dường như là phía bên Bộ Tư pháp cũng chẳng mấy ai biết. Đó là cái câu chuyện mà tôi nghe được từ thủ đô Washington, thưa anh Đỗ Dũng. Thưa anh, khi mà ra tranh cử thì ít nhiều ông Biden cũng hứa là sẽ hợp pháp hóa vấn đề cần sa. Đúng không? Dạ vâng. Đúng vậy. Bây dạ giờ vâng. Thưa anh, là nhiều quốc gia trên thế giới họ cũng đã cho hút cần sa. Ở dạ vâng, nước Mỹ có 19 tiểu bang và thành phố DC hàng xóm của anh. Dạ vâng, cũng hợp pháp hóa cần sa. Dạ vâng. Dạ đây vâng, nó đúng. Là cái khuynh hướng không thể đảo ngược. Nhiều người người ta nói như thế này, ô cần sa, nghe nói chứ cần sa là thấy tội lỗi, thấy là bê bối, thấy là tán gia bại sản. Nhưng mà bảo thế tại sao cho hút thuốc được, tại sao cho uống rượu được, không cho hút cần sa. Mà bây giờ người ta bảo là cái thuốc á, mới đây đây này, một cái nghiên cứu mới đây cho biết là cái tiền thu thuế mà bán thuốc lá đó, nó còn ít hơn là cái tiền y tế chi cho cái chuyện thuốc lá nữa. Mà các đúng cái vậy. Cái công ty mà bán thuốc lá, trồng thuốc lá, cái vùng của anh á, cái vùng của anh là tội lỗi lắm đó. Anh nhớ Philip Morris không? Bao nhiêu năm? Đúng. Vận động lobby cái là, mà Cộng Hòa là cái này là anh chùm với nha. Tôi nhớ cố thượng nghị sĩ Jesse Hem à, ông này nổi tiếng, anh nhớ Jesse Hem là đó, đại khái. Đúng, dạ vâng. Thưa anh, đó là chuyện không thể đảo ngược. Nhưng mà đôi khi anh làm chính trị mà anh tính toán quá thì anh không làm được cái gì hết. Mà anh làm cái điều đúng á, cho tương lai, cho xã hội, cho đất nước lâu dài, có khi anh phải trả giá. Đúng không? Anh nghĩ sao về chuyện là hoàn toàn đúng. Anh nghĩ sao về chuyện đó? Dạ, xin mời anh. Chuyện trả giá trong mặt chính trị thì cái chuyện đó là cái chuyện đương nhiên. Hầu như là ai cũng đã biết điều đó, thưa với anh Đỗ Dũng. Kể cả ông Biden cũng biết là một đôi khi cái quyết định của ông đưa ra, nó sẽ gặp cái khó khăn hiện cho bây giờ. Và có thể là nó hy vọng là nó sẽ được giải quyết. Mấy chục năm sau người ta nhìn lại, người ta bảo là ông đã đi một cái bước quan trọng. Nhưng mà thưa với anh Đỗ Dũng và thưa cùng với là quý vị khán thính giả, trong thời gian gần đây thì ông Biden ông đi làm hai điều. Cái việc ngày hôm nay là cái việc mà ân xá cho những người hút cần sa bị bắt về buôn bán một lượng nhỏ cần sa. Trước đây thì là cái vụ tha tiền nợ cho sinh viên. Tôi thấy là những cái điểm đó với cá nhân tôi hiểu ông có thể là có một cái lòng tốt, nhưng mà nó không phải lúc, thứ với anh Đỗ Dũng, và nó rõ ràng là như vậy. Cái chuyện ông tha nợ nó tốn kém quá. Bây giờ ngay chính đảng Dân Chủ của ông cũng lên tiếng than thở
làm sao mà có được 400 tỷ đô la để mà giải quyết câu chuyện đó, đó là điểm thứ nhất. Cái điểm thứ nhì là cái chuyện mà về cần sa, ngay chính đảng Dân Chủ của ông bây giờ cũng lên tiếng than phiền. Họ bảo rằng là ông đưa ra cái quyết định này chỉ có hơn 4 tuần lễ trước ngày cuộc bầu cử giữa kỳ diễn ra, và ông tạo một cơ hội, thế là ông nạp đạn cho người ta bắn. Tức là bên Cộng Hòa thì họ bắn, đương nhiên họ, tôi là Cộng Hòa là chắc chắn tôi sẽ dùng cái này là cái lợi thế chính trị để mà tôi thu phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ. Và như vậy là bên Đảng Dân Chủ họ sẽ bị kẹt, và họ lên tiếng căn nhằn ông. Tôi không dám nói là họ chỉ trích ông, nhưng mà rõ ràng là cái chuyện họ căn nhằn là có. Nói tóm lại, thưa với anh Đỗ Dũng và thưa cùng với là quý vị khán thính giả, nếu mà ông Biden cần phải làm gì, tôi nghĩ rằng là trước khi ông nói cái chuyện này, ông nên nói chuyện với lại Bộ Tư pháp, ông nên nói chuyện với Quốc hội. Ông bảo là một trong những cái điều mà tôi hứa là tôi xem là sẽ cứu xét lại cái luật là chúng ta sẽ hủy bỏ cái đạo luật liên bang là bắt giữ những người hút cần sa, buôn bán cần sa một cái lượng nhỏ, đại khái là như vậy. Thì bây giờ quý vị nghĩ sao, làm sao chúng ta giải quyết được vấn đề đó? Nó hay hơn là chỉ có hơn 4 tuần lễ nữa là bầu cử giữa kỳ, ông đưa ra một cái quả như vậy, người ta cười ông và người ta chỉ trích ông. Ông nạp đạn cho đối thủ của ông, bắn đồng viện của ông, thì cái điểm đó không phải là cái điều hay. Tôi nghĩ rằng là ông Biden ít nhiều trong cái chuyện này, tôi nghĩ, tôi không dám nói là ông thiếu, ông suy nghĩ không chín chắn, nhưng mà tôi tin rằng là ngay chính là các cộng sự viên của ông, những ai mà đưa ra cái ủng hộ cái ý kiến này thì họ cũng đã sai lầm, rõ ràng là như vậy. Thưa với anh Đỗ Dũng. Thưa anh, cái chuyện anh nói ai cũng biết, tôi cũng biết, anh cũng biết. Wow. Nghĩa là giống như bây giờ tôi gặp anh hay là anh gặp tôi, cái mặt tôi có dính cái gì cho nó xấu, anh cũng không nỡ anh nói nó quê, nó kỳ phải lựa lời luôn. Nói thưa anh, đúng, đến lúc nào bây giờ làm tổng thống Mỹ không lúc nào mà ở không, lúc không hết chuyện này chuyện kia, tại sao anh không nghĩ là ông này ông can đảm, ông vì nhân dân, vì đất nước, ông làm cái điều đúng mà ông chấp nhận nó như vậy. Bây giờ anh cứ bảo là né, không bao giờ né, không bao giờ làm được gì. Vâng, thưa anh, thưa anh Dũng, tôi nói câu trả lời của tôi là không phải là như vậy. Tôi không đòi hỏi ông Biden né. Được rồi, nhưng mà lúc này không phải là... Thế bây giờ không lúc này thì lúc nào bây giờ? Ok, ông có thể làm ở sau khi mà quốc hội bầu cử xong xuôi rồi. Thưa anh, lúc thưa anh, ông không có một giây phút nào rảnh hết. Bây giờ này nào là tận thế sắp tới nơi này, nào là con tôi lại bị là FBI sắp sửa về chúng tôi ra tòa này, vâng. Rồi thêm cho ông 4 năm phá hoại tôi hàng ngày. Vâng. Đủ thi kiện hết. Anh không thể nói như vậy được trong một cái môi trường như thế này. Anh công tâm với chỗ đó, đúng không? Thưa anh Đỗ Dũng, tôi công tâm đến mức độ tôi không bỏ phiếu cho ông Biden, mà tôi là người luôn luôn cầu mong là ông Biden thành công. Bởi vì không anh ơi, cầu mong không chưa đủ anh ơi, cầu mong không chưa đủ anh ơi. Anh phải thực tiễn tôi được cái cầu mong. Ok. Vâng, thưa anh và thưa cùng với lại quý vị khán giả, kể cả chuyện thực tiễn, ông Biden cũng nên thực tiễn và thực tế một tí xíu. Đây không phải là cái lúc mà đưa ra những cái vấn đề này, rõ ràng là như vậy. Chỉ ông đưa ra những vấn đề này, tôi e rằng là nó chỉ hại thêm cho Đảng Dân Chủ, chứ chẳng có điều gì lợi cho Đảng Dân Chủ cả. Thưa với anh Đỗ Dũng và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, chỉ có mấy chục ngày nữa là chúng ta thầy cử tri Hoa Kỳ đặt chân vào phòng phiếu. Họ sẽ nghĩ đến cái gì? Họ nghĩ đến những điều mà bên Đảng Dân Chủ không chống đỡ được. Lạm phát là một, vấn đề an ninh ở vùng biên giới là hai. Chỉ hai vấn đề đó không thôi rồi, bây giờ lại còn có chuyện trò cười. Cái chuyện trò cười là cái chuyện tha tội cho những người hút cần sa. Đó là chưa kể đến chuyện là tại sao tưởng là thu hút được lá phiếu của giới trẻ bằng cách là chi ra 400 tỷ đô la để mà tha nợ. Câu trả lời là lúc ông làm cái điều này, ông đi từ một cái sai này đến sai khác. Và thưa với anh Đỗ Dũng bảo tôi là tôi phải nhìn nhận là ông Biden không có thì giờ. Tôi tin là ông Biden không có thì giờ. Nhưng mà không có thì giờ thì ông đừng có làm những cái chuyện mất thì giờ như thế này. Những cái điểm này nó không có lợi cho ai cả, nhất là cho Đảng Dân Chủ trong những ngày sắp đến. Tôi phải thú thật với anh Đỗ Dũng là như vậy. Anh ơi, tôi đã nói với anh rồi. Cái chuyện đó mình vâng, biết, tôi biết. Vâng. Anh biết không? Có những người ta làm những cái điều mà tất cả trong gia đình người ta đều chống hết. Vâng. Ngay lúc đó, nhưng người ta vẫn làm. Dạ vâng. Bởi vì người ta tin vào cái việc người ta làm. Và sau đó, tất cả mọi người trắng mắt ra là người đó làm đúng, những người kia là sai. Cái đó mới là can đảm. Đúng. Làm sao anh biết được cái chuyện ông làm bây giờ có thể nó không đúng thời điểm. Tôi hỏi anh chứ bây giờ...
đây nè, California này, các tiểu bang khác cho hút cần sa, nghĩa là một người trồng được 6 cây rồi buôn bán thoải mái mà anh không cho những cái này người ta bảo là cái bước để mà dần dần liên bang sẽ hợp thức hóa cần sa. Hạ viện đã thông qua rồi, anh thấy hồi tháng 4 thông qua rồi, bây giờ nó kẹt ở thượng viện thôi. Bây giờ tôi hỏi anh á, anh không không chuẩn bị những cái này, người ta vẫn mua bán cần sa rồi tiền mặt ta để ở trong nhà cả đống á, nó lại gây ra trộm cắp cướp giật giết người còn ghê nữa. Bây giờ ngân hàng liên bang là không thể giữ cái tiền bán cần sa được, anh công nhận không? Bởi vì liên bang chưa thừa nhận từ thời ông Obama, biết nó mà làm lơ. Mấy anh hèn không, mấy anh liên bang mấy anh không, hèn không, bây không, giờ không, ông Biden không, ông chịu chơi nè, tôi thừa nhận luôn, dù tôi bất phiếu, dù đảng tôi bất phiếu, tôi vẫn chơi, bởi vì tôi tin điều đó là đúng. Anh không phải khen ông Biden là ông chịu chơi chứ. Tôi rất tiếc là tôi cũng rất mong là tôi có thể khen được ông Biden giống như anh Đỗ Dũng khen ông Biden. Tôi biết là bây giờ đó tôi không khen ông Biden, nhiều người bảo tôi thấy chưa, ông Thanh Cộng Hòa là ông chê ông Biden là dân chủ. Tôi không phải là ý anh như vậy. Anh Đỗ Dũng ơi, câu trả lời của tôi là không. Thưa với lại Tổng thống, tôi mong là Tổng thống thành công. Nhưng mà những cái quyết định mà Tổng thống đưa ra trong vòng 60 ngày vừa qua là những quyết định, là những quyết định nó không lợi gì cho Tổng thống cả, không lợi gì cho đảng của Tổng thống cả, và rõ ràng là cũng chẳng có lợi gì cho nước Mỹ. Thành ra là bởi như vậy, tôi nghĩ rằng là ông Biden đã quá vội vã. Tôi không dám nói là ông sai lầm, nhưng mà ông đã quá vội vã không đưa ra những quyết định này. Và tôi tin là cái điều tôi nói là cái điều đúng. Bởi vì là những người ở bên Bộ Tư pháp, nhiều người cũng đã bảo là cho ông Biden nói cho tôi có biết gì đâu. Nên nhớ rằng là ông Obama, tôi lấy xin đơn cử một thí dụ. Ông Obama khi mà ông quyết định là về vấn đề LGBT, anh Đỗ Dũng và quý vị khán thính giả thử tưởng tượng là nào là đưa ông Biden lên TV rồi nói là ông ủng hộ. Tức là họ sửa soạn rất là kỹ lưỡng, chứ không phải là chỉ qua một lời phát biểu. Tôi còn nhớ là thời niên 1960, lúc đó là ông Lyndon Johnson và cái quyết định xã hội liên quan đến các chuyện của người da màu. Ông đã từng họp nhân viên Tòa Bạch Ốc trước khi ông ký cái xác lệnh đó. Ông bảo là chỉ trong vòng một vài giờ đồng hồ nữa, chúng ta sẽ mất một nửa nước Mỹ. Ông biết là như vậy mà ông vẫn phải làm. Nhưng mà những cái quyết định kia nó to tát, nó không phải giống như là của ông Biden. Thưa với anh Đỗ Dũng và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, tôi luôn cầu mong cho ông Biden thành công. Và tôi phải nói rõ ràng, thưa Tổng thống toàn làm những chuyện kỳ cục. Bạn tôi nó bảo là Tổng thống toàn làm những chuyện ruồi bu. Và nếu mà Tổng thống làm chuyện ruồi bu thì không bao giờ thành công được. Đó là cái điều mà tôi muốn nói. Đó là lý do tại sao mà anh ở DC mà anh không xứng đáng ở DC, vì anh không hiểu ông Biden. Nhiều khi ông chơi cái chiêu khác người khác là sao? Giống như ông Donald Trump, ông cũng đưa ra ông làm những chuyện mà đâu có ai tin, người ta bảo ông này là crazy đến đoạn sau đó thấy ông đúng. Bây giờ câu hỏi chót cho anh nè, lại có người đồn hình như là ông nói lộn, vì ông đang lo cái chuyện mà con trai của ông có thể bị truy tố vì cái vụ kia. Dạ, cái chuyện nó có thật hay không? Câu hỏi chót cho anh, hay là ông lại uống lộn thuốc hay như thế nào? Tôi thì phải nói thật là tôi không biết là có nói lộn hay không. Nhưng mà trong thời gian gần đây thỉnh thoảng tôi ông Biden thấy ông có lộn thật chứ không phải là không. Ông có một chuyện không có lộn nha. Rồi anh nói thì tôi nói anh nghe, có một chuyện không có lộn. Có chuyện này qua chuyện khác. Tôi xin đơn cử một thí dụ, ông gặp anh Đỗ Dũng, anh nói hello Nguyễn Khanh. Ông gặp Nguyễn Văn Khanh, ông bảo hello ông Đỗ Dũng. Chuyện đó thì thú thật là sau đó là tòa bà ốc phải tìm cách chữa cháy đủ mọi thứ cả. Thành tôi không biết là ông có lộn cái chuyện cần sa với lại chuyện bột trắng không thì tôi không biết, nhưng mà rõ ràng là cái chuyện lẫn lộn thì ông có những cái ông lẫn lộn tí tí. Thưa với anh Đỗ Dũng, có ông có lộn cái vụ cái bà dân biểu Woski đúng đó. Đúng bà chết bà, rồi thì ông lại ông lại lộn là bà còn trong phòng bà ở đâu, nhưng mà sau đó ông dẫn gia đình bà vô, ông có xin lỗi thì bà mẹ của bà đã nói là khi bà ông hỏi là bà đâu, tôi nói bà đang trên trời với Chúa. Bà mẹ có nói. Nhưng mà có một chuyện không lộn nha. Câu chuyện lộn. Đừng có ai F-U-C-K với một Biden. Ông nói ngày hôm kia ở tại Fort Myers Beach với ông thị trưởng. Thì thề đó. Cái là không có lộn nha. Đến Florida chỉ thề đàng hoàng, anh công nhận không? Vâng. Cái đó không có lộn. Đúng vậy. Tòa Bạch Ốc là không có chối cái chuyện đó. Hả? Tôi cũng không đùa với Biden. Đó, tôi nói đó. Là Biden anh là không khoảng ai là với Biden cả. Anh đúng. Không có được F-U-C-K với Biden nhá. Đúng, dạ vâng, đúng. Cảm ơn anh Khanh rất nhiều. Cảm ơn quý giả theo dõi chương trình hôm nay.
Chúng tôi xin hẹn quý vị vào chương trình tuần sau. Chúc anh Khanh và khán giả một cuối tuần vui khỏe. Dạ vâng, xin được cảm ơn anh Đỗ Dũng và cũng xin cảm ơn quý vị khán thính giả. Một lần nữa từ Washington, tôi là Nguyễn Văn Khanh, tường trình đặc biệt cho Người Việt TV.